sắp đến Tết rồi. Đến trường rất vui. Vui lên tí nào. Tết chưa thấy đâu. Tết chưa thấy đâu à? Trông mặt buồn thiu. Mặt này chắc chắn là chưa thấy cái nhân bánh chưng đâu các bác ạ. Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông bóng chuyền Pro Star Việt Nam. Ngày hôm nay làm cái clip này để thông báo các bác về một cái sự việc khá là quan trọng. Mặc dù là chưa thấy nhân bánh chưng đâu nhưng mà lịch nghỉ Tết là đã thấy rồi. Lịch nghỉ Tết thấy rồi các bác ạ. Và có lẽ là sau ngày hôm nay lên thì sẽ chỉ còn đâu đấy tầm 3 bộ âm thanh nữa là anh em sẽ kết thúc cái chiến dịch gọi là lắp đặt âm thanh trước Tết. Còn lại mọi công trình thì chắc là phải đợi đến sau Tết thôi. Đó, thông báo với các bác là hiện tại có lẽ là lịch nghỉ Tết đã rất là gần rồi nên là bọn em sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã đi lắp đặt một hệ thống rất là tuyệt vời ngay tại đây. Đó là Nexo EPS Series. Đó. Và bây giờ thì từ giờ là ngày hôm nay là ngày 25 Tết nhỉ. Hôm nay 25 rồi thì cũng chỉ còn 26 27 nữa thôi là bên em sẽ nghỉ rồi. Và ngày hôm nay thì hiện tại bên em còn đang chia làm hai mạng nữa. Đó, làm hai mạng nữa đang đi lắp đặt đồng thời hai bộ âm thanh và sắp tới trong những ngày tới nữa thì lịch rảnh chắc là cũng chả còn nhiều nữa, nếu mà gọi là cố lắm, cố thêm một tí nữa thì cũng chỉ được 1 đến 2 bộ thôi. Cho nên là nếu mà các bác đang có nhu cầu muốn lắp đặt âm thanh thì hãy nhanh tay gọi đến bên em theo hai số điện thoại hotline, miền Bắc là 077 789 1991, miền Nam là 077 789 1992 để chúng ta có thể lắp đặt được sớm nhất và nhanh nhất có thể trước khi Tết âm lịch đến. Đó. Ngày hôm nay thì cũng nhân tiện nhá hình qua cho các bác về hệ thống âm thanh bên em đang lắp đặt ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 em Nexo EPS 8. Đó. Hiện tại đang bóc ra đây hết rồi. Hệ thống thì chúng ta sẽ có thêm cả hai con súp và hai đẩy controller rồi toàn bộ vang số vinyl X5 EXT đã đều có đủ ở đây. Đây, hiện tại đang phải đi làm từng chiếc loa một đã, chưa thể xong được luôn. Đấy, các bác có thể thấy về thời gian vừa qua thì em đã có lên sóng về cái series Nexo này rồi, EPS hay còn gọi là PS đời 3 của Nexo. Đấy, toàn bộ chúng ta đều có những cái thiết kế rất là đơn giản. Và ngày hôm nay cái thiết kế đơn giản đấy theo như em đánh giá qua nó khá là phù hợp với căn phòng này. Đây là một trong những cái không gian để cho chúng ta tổ chức liên hoan hay là hội nghị hay là hội họp này. Đó, hay là gọi là tổ chức tất niên dành cho nhân viên dịp cuối năm. Ở đây là hội trường của một cái công ty lớn. Đó. À, có cả mic stand kìa các bác. Quá là dữ luôn. Quá là chịu chơi luôn các bác. Em mà được làm nhân viên ở đây cũng sướng lắm này. Đây và toàn bộ hệ thống thì bên em đều đang lắp đặt đây các bác nhá. Tất cả đều có cái panel và Made in France series của từng sản phẩm. Ok, chắc là thông báo các bác vậy thôi. Buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ có một cái sự kiện khá là vui, đó là chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan. Thì mong rằng cuối năm nay chúng ta sẽ nhận được nhiều tin vui hơn, cũng như là có thể sang năm mới có thể lắp được nhiều thêm bộ âm thanh tuyệt vời hơn để phục vụ tất cả các bác mọi miền tổ quốc. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo. Rồi, xin chào tất cả các bác. Rồi, bên em tiếp tục lắp đây.